Sáu mỹ nhân si biết khí chất như xẻ sách bước ra, dương mịch cao quý, nhiệt ba sáng chảnh, đến chùm cuối mới bất bại. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp thì dàn mỹ nhân hoa ngữ sở hữu thần thái cùng khí chất như nhân vật trong sách bước ra. Bạch Lộc. Nhắc tới Bạch Lộc chắc chắn không thể thiếu trong dàn mỹ nhân khí chất như xẻ sách bước ra. Vốn được đánh giá là diễn viên thực lực của màn ảnh hoa ngữ, Bạch Lộc luôn đóng tròn vai của mình, tạo nên sức hấp dẫn cho bộ phim. Từ Chiêu Diêu đến Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc đều khẳng định được khả năng diễn xuất đỉnh cao, dù không được đào tạo qua trường đại học sân khấu điện ảnh hay học viện hí kịch chuyên về diễn xuất nào cả. Địch Đại Nhiệt Ba. Dù vẫn còn chưa được đánh giá quá cao về diễn xuất, nhưng trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh của anh, Địch Đại Nhiệt Ba đã lột xác, cho thấy một con người hoàn toàn khác. Trong phim, Nhiệt Ba đã tái hiện được một hình ảnh diễn viên như trong truyện miêu tả, với khí chất sang chảnh, cao quý như con khổng tước, được nhiều người yêu mến nhưng lại chỉ dành tình cảm cho một người không hề nổi bật. Có thể thấy mỹ nhân Tân Cương đã thể hiện rất thành công và mang đến nhiều thành tích nổi bật cho bộ phim. Cảnh Điềm. Cảnh Điềm được biết đến là đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh với nhan sắc kinh diễm. Dù diễn xuất vẫn còn nhận nhiều lời chê bai, nhưng không thể phủ nhận hình ảnh tư đẳng trong bộ phim cùng tên được Cảnh Điềm thể hiện khiến khán giả phải nhìn cô với một con mắt khác. Nữ diễn viên đã tái hiện được hình tượng của nữ chính ngây thơ, xinh đẹp với tính cách yêu hận rõ ràng, đã hoàn toàn tạo nên được tên tuổi cho nữ diễn viên. Thái Vân Tịnh. Thái Vân Tịnh cũng được đánh giá là mỹ nhân xé sách bước ra. Trong phim Dưới Ánh Mặt Trời, Thái Vân Tịnh đã xây dựng nên hình ảnh nữ cường, điển hình thông minh, cơ trí, hành sự quả quyết, giỏi ngụy trang. Thái Vân Tịnh đã lột tả hết được cảm xúc của nữ chính sau khi bị nam chính ngược lên bờ xuống ruộng. Mã Tư Thuần. Mã Tư Thuần cũng là diễn viên có thực lực. Trong phim Em Là Thành Trì Doanh Nghĩa của anh, Mã Tư Thuần không làm khán giả thất vọng khi lên sóng. Được nhận xét không khác gì nữ chính bước ra từ trong tiểu thuyết, giúp cô nàng mang về vô số fan hâm mộ. Châu Tấn. Chắc chắn không ai có thể vượt qua được hình tượng của Châu Tấn. Không hổ là quốc bảo diễn xuất khi Châu Tấn hóa thân xuất sắc với cảm xúc của Như Ý trong phim Hậu Cung Như Ý Chuyện. Từng cung bậc cảm xúc, ánh mắt đã thể hiện rõ cảm xúc mà không cần phải dùng lời thoại đã khiến dân tình ấn tượng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.